Alright. Arun Susdai. Amazing. Hey, ngày nắng nhưng mình chỉ tới trong sầm rỗng, trong cát tam cột trong cá. Bro, bye. Bye. Okay. Tới mình nhóm. Let's go. Oh, wow. Good morning. ខ្ញុំកំពុងតែជិះទៅតំបន់អង្គរញ៉ាំអីហើយនឹងចេញទៅផ្លូវជិះលេខ 6 ផ្លូវជិះលេខ 6ហ្នឹងគឺឈ្មោះទៅស្រីសុភ័ណ្ឌប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលស្រីសុភ័ណ្ឌហ្នឹងខ្ញុំបោះស្តាំមកដល់កន្លែងដើម្បីទៅក្រុងសំរោងអូខេទៅអស់គ្នាមកខ្ញុំ Let's go ផ្លូវនោះទៅប្រទីមិនជ័យទៅស្រីសុភ័ណ្ឌតែនោះតាមផ្លូវនោះនោះខាងក្នុងខាងសៀមរាបខ្ញុំជិះមកអញ្ចឹងបត់សំដាមទៅតាមនោះអញ្ចឹងទៅតាមនោះគឺទៅអូស្មាច់ហើយឆ្លងកាត់តាមទីគួរដៅរបស់ខ្ញុំគឺស្រុកចុងកាលនឹងទៅដល់ក្រុងសំរោងអូខេខ្ញុំទៅតាមនោះ ខ្ញុំមកដល់ខេត្តដល់មិនជ័យហើយឃើញនៅខាងនោះប្រមតខេត្តដល់មិនជ័យហើយនៅហ្នឹងគឺជាស្រុកចុងកាលដែលខ្ញុំនឹងទៅមុខទៅសំរោងចុងកាលអូខេនៅក្នុងខ្ញុំនៅក្នុងម៉ាត់មួយខាងនោះមាន
đi resort trên tàu bà đàn hay mấy hàng phê. Ok anh chàng chị ngài đã hay chàng nhưng rồi mẹ mà tàu ở về cho thì chạy tới một tiệm. Ok alright nhóm tiêm nâng chân cho tới đó nó mới khớt hai giờ resort kia cái thuê tía bà đàn không ai ăn hàng phê. Alright. Ooh, ooh, ooh. Oh, cool. Oh, I like it. View. Kể từ toàn hào thế, bên đây bà con chia đôi chia đầm chia resort, nâng restaurant. Lôi bên tới anh hai này cái đặc sản. Well, trong cá. Trên đi tiếp. Tới sau cái trong cá hay nâng trong sầm rồng. Pot nhom đã lấy krong sầm rào nó thằng một amazing oh my god lâu nấy pi krong một tô khay đo bên trái từ krong sầm rào ở cha mình tên sát mình tên hơi lonely cứ ngắt chẳng wow amazing
I can't believe it. Okay, chẳng là nhưng mà đào trong tầm rộng chia sẻ rộng. Oh my god, how to say? Okay, tao muốn nhắm tiếp xong bằng giấy xâm rộng. Krong Somrong tới nó tới Srey Saphuan. Ok hai nhóm tới nhắm cà phê là nút sân chạm cái tiệt mình đã còn đối bằng nhóm cư gọi là mà đo nắng để chỉ long tập trọc trong cá mà đo Somrong hai nhóm tới Srey Saphuan vĩnh đầm bay làm nghề nắng nhóm tập lập tới Siem Reap vĩnh. Ok là nhóm chỉ ban mà đo là Somrong trong cá để chỉ Siem Song mùi nắng ấy hay ở cha mình tên san mình tên. Ok nhóm cà phê hói tới em Srey Saphuan bật tiền bên trái bên pha này chúng mình bằng sáu chạm theo này chạm theo này học theo này anh máu này đó này máu bọc phơi quạt này này phơi quạt ai trường phong trường phong lâu sa mềm bông bạt bông ai trường phong lâu alright amazing nhà cà phê là bông muối hay là bông thọt này hàng cà phê nó cũng còn đẹp lấy nay nó tới lại nhờ đại minh từ khi xa cứ nông đông ra chúng ta cầm đại Campuchia Thái chẳng nhân cơ mốc bắt đám lơ phơ lúng đồng bị từ đó là cầm đại Campuchia Thái và lại nông đông ra nữa từ khi xa hai cái tổ mất chi từ mình chơi bên từ đầu con đấy ok một cái trong mưa hà từ đầu tiên xin bỏ cho anh cá sát phân á, tay mùi nhóm. Let's go. Alright, nè, tầng hợp nếu mà video nắng cứ chia đầm bón sát tầm môn đại nhôm ở ti tam phơi chia tới là khăn rời mấy phơi chia tới rời tập phong trong nhôm châu tam phơi lốm nằm bây giờ từ mưa nông đồng rồi ok hay nhôm chi mà mấy hoi hay cây bông phun được chia chun mai dương chia ra nơi tam phung cứ cầm sót cầm rõ hoặc nơi đây thì giá hoi nên là cũng chơi đây hoi chẳng có quạt lùm ba bông phun được chia nên là trong đại thấy thì lùm ba. Yeah, hai thằng một nắng cứ chụp nôm đòn đây này nè thấy nôm đòn đây cứ chụp nôm cục vắt khăn chạy cùng một tôi một tay cam một chia đang một tay thay một khăn nó thay một khăn dương ấy cam một chia alright chẳng hai đồng món nắng sáng mình tên như ở bông rong nơi trong tầm rõ mình gặp nhóm chơi mà nhóm tầm mà chết máu màu đồng món nắng cứ đồng món và sao đồng món nắng ồ từ một hồi tới đấy hay yes nhóm về từ đó nóng nên phải chết chẳng nhóm tự bắt về đầm bay từ từ phun về bên đá đầm bò nóng sáng mình đẹp oh my god hơi đấy alright ok từ một nhóm tiếp từ mới từ mới nông đông ra rồi kia oh my god amazing. Hãy subscribe cho kênh Diaries để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh my god, amazing. Wow. God. Đang nào phía khơi nhé. Ok, nhóm mà chi tam lâu lôm luôn mình. Tam đầm bón sát tà món. Chẳng mà đảo lâu lâu này cứ chỉ lâu cái hai lâu của bát phun đá nó kháng nó kháng phun đông rơi nó cứ chỉ bờ tây thái để dễ hơn này hay yes oh my god chỉ tam lâu nắng tới con sợi được phun từ ngày này nè nè lâu nắng cứ của bát phun đá hàng nick nick phun đông rơi hàng nó bờ tây thái cái này bờ tây cam chi hay giờ lâu ngắt mình tên bây giờ anh tiếc ở miền cà sang anh chẳng nhâm sơn nắng nhâm chết ở sáng hay đào nè lại nè phun miền lụa sang đỏ bao nhiêu biết không ấy mẹ kia không ấy miền na thức ra sang ở mũi hạt miền nè cái thứ ta em pưng đi do chút 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 không đẹp tình mà đỏ phái toàn thế đạn mà đỏ tiết ที่พยายามเรียนในตลาดนะในตลาดตลาดอัมเปิลไม่ใช่ง่ายไปนั่งก่อนตลาดอัมเปิลเต็มก็กัดตัวมึงมีนสักเฉยนั้นในหนังมีนสักเรียนเฉยนั้นคงไงตลาดที่พรามไม่ตู้ใหญ่บ้างจากปูนไอ้พรามตัวพนันไหมamazing nhưng mà đó là phải chia lấy mũi bên đó nhé từ sát đám từ sát đám rồi từ bồi bẹt chẳng mọi chuế từ từ phòn chẳng tiện đại chẳng cứ từ từ chuế hay và tôi đầm não từ thêm đều mình từ phòn đòi quả tiếp nhưng mà ta tham bây đôi chia lần nghỉ tí cái nhưng tôi chân mình tên là nhưng mà đó nắng nhưng tôi chân mở lại nó áp mình tên rung xin icon này quá trong người phòn okแล้วโดยที่เอาไว้ในยงกรงตัวก็คือไงนั้นเราตลอดไปแฮซิมเรียบเป็นไปตามนะแฮซิมเรียบเราจะเลยหมวยโอเคบ๊ายบายMotorcycle, amazing! Wow! Okay, now that I'm here, nhung clean mình tên, chẳng chú ấy nhắm đang nhắm tên ấy, rồi thế hay ông quân chơi thì mẹ cam mới bây giờ ông mới đang làm một đại đội job, có chơi ở trang tên thì mình tổ, ở trang tên là nói cái thứ hay ghé nhung mà đội job bất việt tầm.Bên mà đó xin tiếp nội dung năng ấy hay nơi đây ở khuôn trời mình tên thì đẹp ca mơ video chị trả một nhóm đang tập lộ tới đang viện nắng hay ở cha mình tên xin rõ trong cá từ
nhóm người đàn bà xem tôi được bảo chúng ta được tham gia bọn mầm bọn thực hiện năng chung bật là bọn người ta trong video mốt xem rõ chung cả bạn chàng trong chuyện chụp nguyên nơi quan tâm nào xong tôi được coi được.